diều cá mập đen, vận tốc gió 8 đến 20 km/h. Mua hai con rồi dẫn mấy bạn chiều. Ồ, mấy bạn thả diều mấy bạn dùng kỹ thuật ha, để lên xe ông đà hẹn một cái là diều lên tới trên không rồi. Diều cá mập nè. Ủa sao mới thả kéo xuống rồi bị gì vậy? Sửa cây lại nữa hả? Diều bị gãy cây rồi, nó đảo quá nên không lên nổi cao, mấy bạn tháo xuống. Diều cá mập. Con này mua nhiêu con vậy? 38.000. Diều này 38.000 ở dưới quê mình thả diều à. Đơn giả bình quê. Con diều gắn mua hổm là mất tiền á, triệu mấy hay diều gì. Mua hai con luôn á. Này mình ăn su. Nó bị đảo rồi sao? Cây đó yếu rồi chứ. Ba đứa Hùng mua diều này thả hả? Vui rồi. Chiều có bộ ba là thả diều. Động lắm mà chưa lên tới. Vậy hả? Mai có lên thả nó không? Mai lên chơi chứ. Mấy giờ lên? Mấy giờ mình đang? Lên xe. Vậy hả? À. Vậy anh tưởng thả diều á. Có nghĩa là mấy bạn này bắt chớn trong cái đoạn này nè. Bạn đoạn này không có ai nha. Trong đây là không có xe. Mấy bạn sẽ chạy xe á. Cái kéo con diều lên theo vì dùng lực mình để mình chạy á, thì mấy bạn dùng trí, dùng tốc độ chiếc xe mấy bạn chạy sẽ kéo lên đó. Mấy bạn chạy bốn lần đẳng rồi kìa, cho mình coi thử ha. Ôi giờ hết gió rồi, nãy có gió mà. Mốt lỡ lên YouTube coi có đừng mất rồi nhiều rồi. Chiếc này không có gió mấy bạn bắt chén chưa được ha. Như quê mình rất là vui ha, lúc gặp buổi chiều á, vô mùa diều là có bữa thả đông bữa thả không đông, tại vì khu mình á thì đa phần là mấy đứa chút không mà ít. Còn mấy bạn này thì ở gần đây mấy bạn đi làm cái gì á, công ty hay gì đó, rồi rảnh mấy bạn chiều 5 giờ mới ra đi chơi đó. Chạy quá trời luôn ha, cuối cùng là chạy không được rồi, cuối cùng phải chạy bộ rồi. Em diều của mấy bạn lên tới đây rồi. Khu này thì trống, gần nhà mình thì ít người thả, đa phần là mấy bạn trẻ thì thích đông vui nên xuống dưới chỗ thị trấn Cái Bè với mấy cầu vàng Trà Lọt á, như chạm dừng chân Phúc Lộc á thì chỗ đó đông hơn. Còn đây thì chỉ có mấy bạn leo que thôi, ít thôi. Tiếp tục bắt chớn nè, nãy không có gió mà, nãy anh thấy trời đang đâu có gió đâu. Ôi con diều lên nè kìa. Đó. Trở về tuổi thơ rồi ha. Này có ba bạn này đi làm xong mấy bạn ra thả diều trước ha. Diều bữa nay không có gió nên nãy giờ mấy bạn thả không may là không lên, nó không lên. Còn đằng kia là mấy người kia thả trước đó, đằng đẳng có một con diều à. Đằng đẳng thì nó lên rồi. Ba người thay phiên nhau. Trời, cái tay chiều bữa nào người ta cũng quăng rác cái cửa nhà người ta qua đây đốt, nhưng người ta không đem ra chợ ha. Anh thấy nó đảo đảo ha. Mua cây hả? Rồi gớt nữa rồi. Rồi eo eo. Rồi chuẩn bị gớt con diều này nữa rồi. Diều này bữa nay không có gió nên nó không lên. Cố lên. Gớt không lửa đốt luôn hả? Ủa nãy giờ ai qua đốt gác nào không thấy luôn trời. Biết sao không? Dạy cơm nữa. Diều gớt xuống rồi. Nè diều này nó bay không nổi. Cái luôn hả? Cưa dây luôn hả? Cái con này nó bị lỗi mọi người ơi. Nãy là giờ nó bay không lên. Cái cây nó yếu hả? Cây yếu quá nó đảo.
nè. Ba mươi tám k sẽ bỏ cái đó rồi. Em gì à? Dìu 38k nè, bay không được. Cho nó xuống đây, nó nằm đây nghỉ ngơi đi. Đây mấy bạn mua dìu à, dìu cá mập đen. Con dìu này nó yếu xìu hả? Vận tốc gió 8 đến 20 km trên giờ. Wind gain 5 đến 10 km trên giờ hả? Dìu vậy mà thả không đẹp hả? Nó bị đây không đầm không hả? Bị đảo thôi. Hèn chi nãy giờ anh tưởng em thả rồi á, nãy em đi thấy anh thấy em kéo xuống anh tưởng thả rồi. Đây cái mấy bạn tháo con diều cái cây này ra. Ôi nãy em tên gì? Phúc. Phúc hả? Này mấy đằng Phúc nó tháo con diều ra luôn rồi, con diều nó bay không nổi. Rút cây ra, rút xương của con diều ra. Rút xương của con cá mập ra. Đây hai bạn nhỏ này mới vừa đi mua một con diều mới vậy. Diều cá mập khác hả? Con này mua nhiêu tiền nữa? 41 hả? Còn nãy 38, con này 41. Cuộn dây nhiêu tiền nữa? 41.000 hả? Dễ hơn hả? Chuẩn bị con gì mới. Mấy đứa có làm kinh doanh gì không để anh quảng cáo luôn chứ? Đứa nào mở tiệm mở quán gì không? Dịu giờ làm. Hồi xưa anh nhớ thời của anh á là chuyên môn lấy giấy báo á, giấy tập á. Về dán cắt diều không mà đó. Giờ là dễ gì, giờ mấy bạn này vui quá ha. Chỉ cần cầm tiền chạy ra tiệm tập quá, mua con diều cái là vô gắn cái cây với con. Rồi gãy cây xuôi rồi. Cái cây kia nãy yếu quá, nãy anh thấy cái cây kia cũng yếu. Em lấy cái cây nào vừa vừa, cây cứng quá ha. Mới vừa ấy cái gãy cái cây rồi xuôi vậy. Diều nãy giờ cũng làm dở quá ha. Quá tệ. Nó bán rồi mà bởi vì nó bán cho mau hư, có diều gì mới bán nữa chứ. Ngày tháng còn hết mùa diều coi chừng mười mấy 20 ngày chứ gì. Chiều mấy bạn vui quá không? Nguyên sớm cái mấy bạn đi làm về cái rủ nhau hoặc đi học gì đó. Đó cái rủ nhau anh em đi ra ngoài à. Ngoài chỗ bãi đất trống này nè, thả mua con diều đứa hùng chừng mười mấy ngàn thả chung cho vui. Đó mấy bạn đang mất chớn thả diều hả? Vui quá ha. Thấy đó tôi sao nhiều nên con chỉ đó. Vui vậy thôi. Kìa thằng kia có mấy con diều mấy bạn chuẩn bị hạ xuống đi. Đó. Phía trước mình xa xa chỗ mấy trụ điện này có mấy con diều của mấy bạn hạ xuống mà chuẩn bị về tối rồi. Còn đây mấy bạn này chuẩn bị thả ha. Mấy bạn này thả trễ một xíu. Diều cái chỗ cái kia là bắt đầu người ta hạ xuống rồi, nó rớt sắp sức rớt xuống rồi ha. Bạn thả con này hết gió rồi, tối nó muốn hết lên rồi. Mai lên thả sớm xíu đi, nay lên trễ quá. Về luôn hả? Hết gió rồi, mới mua con diều này chạy vô tới. Hết gió về thiệt rồi. Nó gió quá trời luôn hả? Các bạn sử dụng cùng dây đan lưới đánh cá ha. Này là để thả diều nè. Dây câu cặp. Cùng dây thả diều.